Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được công văn số 1756 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường phối hợp công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 64 gửi các sở ban ngành và đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nội dung cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải triển khai đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi có các phương tiện khai thác tuyến cố định có tuyến đến tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong đó phải thực hiện việc khai báo y tế, lập danh sách hành khách kèm theo địa chỉ, số điện thoại, nơi đi, nơi đến để phục vụ cho công tác phòng chống và truy vết dịch COVID-19, làm cơ sở để các đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa kiểm soát được thông tin ngay từ các trạm kiểm soát trước khi trả hành khách trên địa bàn tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách khai thác tuyến cố định đến đi qua tỉnh Thanh Hóa không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.